Những lưu ý khi đào huyệt mộ. Trong quá trình cải táng, bên cạnh việc lựa chọn được thời gian và vị trí, còn rất nhiều các yếu tố khác chúng ta cũng cần phải hết sức là quan tâm, vì đây là một phần công việc vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ hậu thế sau. Vậy thì khi đào huyệt mộ, chúng ta sẽ cần phải lưu ý những điểm gì? Trong lần chia sẻ này, tôi sẽ cùng đi sâu vào các nội dung liên quan trên. Đầu tiên là chúng ta lựa hướng đặt mộ. Công việc chọn hướng của chúng ta chính là đặt hướng mộ thuận theo long mạch. Sau khi đã có hướng thì sẽ tới phương pháp phân kim. Phân kim, các bạn hiểu nôm na là chọn độ số cụ thể tốt nhất trong cái hướng đông tây nam bắc, đông nam tây bắc và tây bắc đông nam đó. Thì hướng đặt mộ được tính từ đầu tới chân mộ. Trong đó thì hướng đầu mộ chính là vị trí chúng ta đặt bia của người đã khuất. Và để được chọn được hướng tốt thì gia đình có thể nhờ tới những phong thủy sư chuyên nghiệp. Việc định hướng đặt mộ thì cũng giống như là hướng xây nhà. Thì theo đó, ngoài yếu tố loan đầu, long mạch, hình thế, chúng ta cần phải căn cứ vào thêm cả tuổi tác, năm sinh của những vong chủ đó. Rồi chúng ta sẽ dùng một vài những thuật số phong thủy phù hợp với cả việc phân kim như tôi đã nói trên. Hướng đặt mộ là hướng có phần khí cần phải thuần, không pha tạp âm khí, và sẽ cần phải theo đúng chỉ định phân kim của phong thủy sư chuyên nghiệp. Chúng ta không chỉ lập hướng phân kim theo quách ở dưới mà ngay cả lăng ở trên, và đặc biệt là phần đặt bia mộ cũng cần phải chú ý hết sức là chuẩn xác, tránh bị lệch hướng, và tốt nhất là bia thì phải trùng với phần quách. Huyệt mộ được chọn ấy, thì cũng cần phải tránh được những cái hướng huyệt hung, ví dụ như là các phương vị hoàng tuyền hoặc là không vong. Còn ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải kết hợp với các yếu tố khác như là tuổi của vong chủ để mà tính toán và lựa chọn cho tối ưu. Tiếp theo là chúng ta sẽ cần phải lưu ý tới là chọn thế đất. Việc lựa chọn hình thế đất huyệt mộ là điều rất là quan trọng khi mà táng mộ, và có thể nói đây là điều quan trọng nhất. Nếu chọn được một thế đất cát lành hay còn gọi là chân long huyệt đích, thì huyệt cát nhân cũng cát, đó là câu nói của phong thủy sư chuyên nghiệp của những nền văn minh phong thủy vẫn thường nói với nhau. Có ý nghĩa là con cháu đời sau sẽ được hưởng cuộc sống yên bình, no đủ, hoặc có thể là cải vận cho cả một dòng họ, cả một hậu thế. Trong phong thủy mộ phần có thể chia thành 3 bộ. Bộ ở đây nghĩa là 3 phần việc của phong thủy sư: tầm long, điểm huyệt và lập hướng. Tầm long và điểm huyệt là sẽ phải hoàn toàn dựa vào địa thế của mạch đất. Đây là công việc của phong thủy sư chuyên nghiệp. Sau khi thực hiện các công việc này thì chúng ta sẽ có được địa huyệt tốt để mà an táng, hay còn gọi là chọn được chân long huyệt đích. Tuy nhiên, nếu các bạn đã có sẵn thế đất, hoặc là chúng ta chỉ được lựa chọn trong một cái khu đất nghĩa trang ở địa phương thôi chẳng hạn, thì có thể chúng ta có thể thực hiện một vài những cái chia sẻ nhỏ của tôi sau đây, chúng ta có thể tự làm được. Một thế đất lý tưởng với âm phần sẽ cần phải đáp ứng một vài tiêu chí, và quan trọng nhất, quan trọng bậc nhất đó chính là tàng phong tụ khí. Chúng ta có thể kiểm tra hạng mục này theo một cái mẹo mà tôi sẽ chỉ cho các bạn như sau. Chúng ta sẽ đặt 9 cây nến, 7 đến 9 cây nến tại trung tâm của huyệt mộ, và chúng ta chọn một ngày gió lớn, chúng ta đứng đó quan sát. Nếu như mộ không bị tắt 7 phần 10 những ngọn nến thì chúng ta có thể kết luận đây là một huyệt có thể tạm được để chúng ta an táng. Và thứ hai nữa là phải tàng ẩn. Tàng ẩn có nghĩa là không bị đất lộ. Nếu mà đất lộ thì khí sẽ dễ bị phân tán. Thứ ba là về thế đất. Thế đất thì cần phải ngay ngắn, vuông cân. Thế đất nào mà bị nghiêng lệch hay là bị xa lấp chẳng hạn thì các bạn sẽ cần phải điều chỉnh trước khi mà an táng, vì đất nghiêng lệch chủ về âm khí phát sinh. Ngoài ra thì thế đất tốt nhất cần phải có hình vòng cung, khí sẽ tụ và lưu thông trong huyệt. Đất thì sẽ cần phải chọn đất ẩm vừa phải, không quá khô và cũng không quá bị úng thủy. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ cần phải cân nhắc về độ sâu khi mà đặt mộ. Trước khi đặt mộ, chúng ta tiến hành công việc phân kim lập hướng như tôi đã nói trên rồi, đúng không ạ? Để mà chọn hướng tốt nhất. Và đây sẽ là công việc phức tạp, cần sự hiểu biết của phong thủy sư kinh nghiệm chuyên nghiệp lâu năm. Nên là các bạn hãy cân nhắc việc lựa chọn cho mình một người phong thủy sư chuyên nghiệp.
Và trong phạm vi chia sẻ này thì tôi sẽ tập trung nhấn mạnh vào việc tính toán độ sâu khi mà đặt mộ. Với phong thủy âm trạch thì các cái kiểu huyệt ta thường gặp có thể nói đến như là thạch huyệt. Thạch huyệt là một huyệt mộ ở trong đá. Chúng ta sẽ chọn đá mềm và ấm, dễ đào khoét, hoặc là chỗ đá có màu tím hay là trắng được coi là cát huyệt. Nếu mà đất quá cứng và khô thì sẽ gọi là hung huyệt. Nếu mà thạch huyệt mềm, khoét sâu khoảng 20-30cm và cùng lắm là 40cm thôi. Sau đó chúng ta sẽ để tiểu vào và lấy đất liền thổ, là những đất tốt, đất sạch, lấp lại và cuối cùng là đắp thành nấm. Nếu mà chúng ta khoét sâu quá thì sẽ bị thoát khí. Huyệt thứ hai chúng ta gọi là thổ huyệt. Thổ huyệt là huyệt mộ ở trong đất. Lựa chọn đất có chất mịn, hạt nhỏ, chắc chắn và tốt nhất là được đất ngũ sắc thì sẽ là tối hảo. Chúng ta sẽ chọn chỗ đất có màu hồng, màu vàng hay là màu ánh kim. Lưu ý huyệt thì phải đào sâu đến mạch khí thì mới có thể hạ huyệt được. Thổ huyệt thì sẽ gồm có 3 loại đất: phù thổ, thực thổ và huyệt thổ. Phù thổ là lớp đất mặt ở trên cùng của huyệt mộ. Thực thổ là phần đất ở sau lớp phù thổ, ta còn gọi là đất liền thổ. Và huyệt thổ là lớp đất ở dưới lớp thực thổ. Đây chính là vùng đất mà tích tụ sinh khí của long mạch. Vì vậy khi mà đào huyệt, nhất thiết chúng ta phải đào đến lớp huyệt thổ thì mới có thể an vị được. Cũng như là chúng ta không được đào xuyên qua lớp huyệt thổ này. Lý do vì lớp đất này sẽ tàng trữ sinh khí. Nếu chưa đào đến lớp đất này mà chúng ta đã đưa huyệt vào thì sẽ chắc chắn sẽ không có được khí mạch tốt. Còn nếu mà đào quá sâu thì sẽ làm xuyên qua long mạch và có thể tạo ra một vài trường hợp nếu mà đào quá lớn sẽ làm đứt long mạch. Do vậy là khi lấy chiều sâu của huyệt thì hết sức cẩn trọng, đòi hỏi phải có sự tinh thông cả về thổ huyệt lẫn là kinh nghiệm của người phong thủy sư. Để phân biệt được thổ huyệt thì phải căn cứ vào loại long mạch và cũng như là màu sắc của đường vân thớ đất. Đường vân của thổ huyệt thường có nhiều dạng như là hình thái cực, hình vân vỏ ốc hoặc là như lỗ vuông của đồng tiền chẳng hạn. Có những đất thì lại có màu đỏ và vàng đen xen nhau. Khi mà đào đến huyệt thổ hoặc là nghi ngờ có huyệt thổ thì ta phải bốc lại một ít đất và dùng tay để chúng ta vo thử. Nếu mà đất có thể vo thành viên tròn thì đó chính là chân thổ, có nghĩa là những thổ tốt để chúng ta có thể hạ huyệt được. Còn nếu mà đất bị rơi lả tả và nó vụn thành nhỏ, vụn thành những cái hạt nhỏ thì đó lại không phải là nơi mà chúng ta có thể hạ huyệt được. Vâng, trên đây là những chia sẻ của tôi, những lưu ý khi chúng ta đào huyệt mộ mà chúng ta không thể xem nhẹ. Và đặc biệt tại những khu vực nghĩa trang thì không hội tụ đủ khí nên cần chúng ta phải dẫn long về khu đất chúng ta đã chọn. Đây là việc rất là phức tạp, cần phải sự tư vấn của những phong thủy sư chuyên nghiệp. Tôi khuyên các bạn là không nên tự làm. Trong những video tiếp theo, tôi sẽ còn tiếp tục chia sẻ về những kiến thức phong thủy âm phần cũng như là phong thủy chính phái của dương cơ nhà ở. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn.